này các bạn ra nhìn xem thằng Peter bây giờ đi cho mấy gái điếm già rồi, bây giờ thì gặp cặp những con khò già, ngày xưa là kẻ thù của tôi, tôi giật chồng của tôi, thế bây giờ học theo thói ông ngày xưa ông chồng con của tôi nó nói bây giờ thằng tù này bị nó bắt đi 1-2 năm nữa về nó tìm cách giết em thôi, bây giờ nó vào tất cả các đại sứ quán các nhà dân của tôi các bạn ạ, nó đi thuê nhà dân nó vào đâm chết người ta xong nó tàng hình vào đấy, nếu mà không thì nó cứ hiện lên, xong là bây giờ các bạn nhìn khách sạn nhà hàng của tôi bảo tôi ngủ nó không cho ở, xong bắt tôi phải ngủ ngoài đường như này, xong con chó nó đi cho mấy con gái điếm mà bắt cóc con của tớ đấy, bây giờ thằng điếm với con đĩ nó đi nhau, xong bây giờ nó cứ ra cả kia tớ, xong nó không nói chuyện nó bắt đầu nó vào văn phòng tổng thống nó cạy xong não của tớ dò ra định vị xong não xong đập vỡ đầu tớ, rằng tôi không thích nói chuyện nó ra nó chém tớ các bạn ạ, xong tôi thuê nhà nghỉ nó vào nó thuê ông chủ khách sạn không cho thuê, nó mang tiền đi thuê nó không cho thuê, tôi vừa quay tiền đến các bạn cho bạn xem đấy, tiền tôi mang theo nó không cho thuê phòng cho nó ra cả kia tớ các bạn ạ, xong con chó này bây giờ nó đi theo mày đi xong nó chắc xếp vào mặt tớ bảo tớ không có biết chửi nó, tớ bảo đi mẹ nó chắc xếp xong nó cạy não, tớ bảo hỏi có đau không đi cụ nhớ thằng hèn vãi lồn ra, tớ bảo là thằng này nghèo hèn vãi lồn, tất cả mọi người trên trái đất người ta đừng có tình nghĩa được, tức là Valentine mà tớ đéo thích nó cũng có lý do, nó đi con đĩ này đâm chết để ăn thịt các bạn ạ, đi con nhân chết để ăn thịt, tớ không quen biết nó, xong nó tớ bảo thằng chó này rất nghèo hèn nó cứ cả cái đi đĩ xong nó chắc vào não tớ không quen biết chửi nó, xong nó cả cái tiền đủ một cái để phá cuộc sống của tớ các bạn ạ, bởi vì nó quá khốn nạn đây mà thằng covid cấp của giết người người ta không thích quen biết, nó nghèo hèn nó lộ người ta không dành cho một cái tình nghĩa con người nào cả, nó đi nó phá người ta các bạn ạ.